Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta lại được cùng nhau chờ đón những bất ngờ thú vị trong một trận đấu được dự đoán là rất hấp dẫn và cũng là một trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả hai đội bóng trong ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên kênh VP Apart và tôi cùng với bình luận viên Kiên Đắc Kỳ rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Tổ trọng tài và các cầu thủ đang bước ra sân để chuẩn bị làm các thủ tục trước khi trận đấu bắt đầu. Trọng tài chính ngày hôm nay là ông Putin, người Nga. Hai trợ lý là các ông Sergei Lavrov và Sergei Shoigu. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Bật bài rất hay. Cơ hội phản công rất rõ ràng. Đường truyền về cho thủ môn. Hữu Đình. Những đường chọc khe như thế này luôn gây ra những khó chịu cho hàng phòng ngự. Rất quyết tâm. Có thể phối hợp với đồng đội phía trước. Đường truyền rất bất ngờ. Pha xử lý rất hay. Chuyền vào. Pha giải nguy rất đúng lúc. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Có thể phối hợp với đồng đội phía trước. Tình huống nguy hiểm. Bóng đã được phát ra. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Rất tiếc là cầu thủ này đã ở trong tư thế việt vị. Hữu Đình. Tình huống phòng thủ khá tập trung. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Đường truyền rất bất ngờ. Pha bóng rất đẹp. Vào. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Các cầu thủ đang tỏ ra rất nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng. Về mất bóng rồi. Mà không quân. Mất bóng rồi. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương.
sóng gió đã qua trước cầu môn. Mà không quân. Một cú sút. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Đến đầu. Không vào. Một tình huống mà bóng đã đi không chính xác. Tuy nhiên phải nói rằng đó là một cú dứt điểm không tồi chút nào. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Rất thoáng. Pha đi bóng rất táo bạo. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số trận đấu là 1-0 và có lẽ trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Để biết kết quả các trận đấu, các bạn có thể soạn tin nhắn NHA cách vòng đấu và gửi tới 3508, có kết quả là tin nhắn về. Nỗ lực vượt pha đã bị vô hiệu hóa. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Đường truyền đã bị chặn lại. Chuyền bóng sang cánh phải. Chọc khe. Vẫn còn. Phản công. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Pha bóng rất cố gắng, rất thoáng. Lại là một pha tổ chức tấn công ở cánh. Tiếp tục là một quả phạt góc. Đánh đầu. Không vào. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Cản phá rất quyết. Phạm lỗi. Rất nhịp nhàng. Tình huống rất dễ đẹp. Vẫn còn. Vào. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng. Nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Đây chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng nặng ký cho danh hiệu bàn thắng của năm. Một cú dứt điểm là quá tuyệt vời. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn.
anh sẽ làm gì đây? Pha xử lý khá ngẫu hứng, chia bóng vào vòng cấm đấy đâu. Cơ hội rất ngon ăn đã bị bỏ lỡ. Những pha phối hợp khá tốt nhưng dường như những tình huống xử lý cuối cùng lại thiếu đi độ chính xác và tỉnh táo cần thiết. Vẫn tiếp tục đi bóng. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Đường chuyền lên và phản công. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác, rất quyết tâm, rất tốt, rất nguy hiểm. Cơ hội. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Triển khai tấn công. Cắt bóng rất dễ dàng. Đường chuyền rất tốt. Tình huống rất nguy hiểm. Một cú sút. Pha giải nguy rất đúng lúc. Chọc khe. Cơ hội tấn công. Pha bóng rất cố gắng. Rất tốt. Nhả lại bóng cho tuyến sâu. Bóng đã được phát ra. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Chương trình bình luận bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái và chào tạm biệt.